Xin chào tất cả các bạn nhé. Thời gian vừa rồi mình cũng khá là bận nên là ít chia sẻ về cái thuốc cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay mình đi làm về, về đến đây thì mình thấy có một cái cây thuốc rất là hay các bạn nhé. Cây này có tên là dây đau xương, được cha ông ta sử dụng từ rất lâu rồi. Chữa bong gân, chữa các vết bầm tím, chữa sai khớp, chữa đau lưng, chữa đau vai gáy, phong tê thấp vân vân. Rất là nhiều những cái công dụng các bạn nhé. Thì cái cây dây đau xương này nó có hình dáng như thế nào thì mình sẽ mô tả ngay để chia sẻ cho các bạn biết. Thực ra ấy thì mình cũng chia sẻ cho mọi người thôi, chứ mình cũng chả có bán cái thuốc gì đâu. Cho nên là các bạn đừng có nhắn tin hỏi mình là anh ơi bán cho em thuốc dạ dày hay là bán cho em thuốc xương khớp. Mình không bán những thuốc đấy các bạn nhé. Mình chủ yếu mình chia sẻ những cây thuốc mà được sử dụng từ ngày xưa đến giờ thì mình chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi. Nào các bạn theo mình nhé. Các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ mô tả qua cái dây đau xương này cho các bạn xem nhé. Dây đau xương này thuộc thân thảo, sống hàng năm dễ khỏe và nó bò lên những vật chủ khác, ví dụ như là những cái bới chặng hoặc là những cái cây khác, và mọc rất nhiều ở các tỉnh phía Bắc nước ta các bạn nhé. Thì thân của nó cũng có thể to được bằng cái chuôi liềm, nhưng đây là thân nhỏ các bạn nhé. Nó leo rất là tốt, và đặc biệt là thân của nó, lá của nó đều có một lớp lông mịn, ngắn và mịn, và thân thì nó có những cái vết chấm bên này các bạn này đó. Và đặc biệt là lá của nó thì hay phân bổ ở trên các ngọn của cây, và đặc biệt là lá hình tim, toàn bộ phần trên phần dưới nó giáp, nó có một cái lớp lông rất là mềm mịn các bạn nhé. Đó, đấy, lớp lông trắng giáp các bạn nghe này. Đó, thì cái cây này lá của nó có mọc đơn, không mọc đối xứng các bạn nhé, để các bạn tránh nhầm lẫn với cái cây khác. Cái cây này nó không mọc đối xứng đâu, nó chỉ mọc một lá thôi. Đấy, và nó xoắn vậy này các bạn này. Đó, và đặc biệt là rất là nhiều lông. Đó, thì cái cây này ấy, thì theo đông y có vị đắng, tính mát, quy vào can các bạn nhé. Nó rất nhiều nó công dụng như là chữa đau xương, đau nhức xương khớp, bong gân, chữa các vết bầm tím do va chạm. Hơn nữa là chữa các cái bệnh như là thoái hóa đốt sống, đau xương, bong gân, vân vân, rất là nhiều những cái công dụng. Thì mình mô tả cho các bạn để các bạn biết, sau đó mình sẽ đi vào chỗ mát để chia sẻ với các bạn về cách dùng. Các bạn nhé, không có đứng đây nắng mà điện thoại nhiệt độ nó cao nó cũng không quay được video các bạn nhé. Đó. Các bạn thân mến, vừa rồi thì mình đã mô tả qua cái dây đau xương để cho các bạn nhận diện rồi, và mình hái một ít vào đây để chia sẻ với các bạn cách dùng. Còn ngoài đấy trời nó đang nắng, cho nên là mình mới vào đây các bạn nhé. Thì các bạn nhớ cho mình là dây đau xương này lá nó hình tim, mọc đơn lá, cuống dài, và toàn bộ thân, cuống lá và lá nó đều có một cái lớp lông mịn màu trắng giáp. Còn những cái dây khác nó không có lông mịn, ví dụ như dây ký linh cũng khá là giống nhưng không phải. Và có một cái loại cây nữa, lá cũng hình tim rất là tốt nhưng lá lại mọc đối xứng sang, thì đó không phải là dây đau xương các bạn nhé. Đó, thì các bạn phải phân biệt cho mình được đúng cái dây đau xương này đã, sau đó thì chúng ta mới tính đến cái cách dùng. Thì cách dùng như thế nào? Thì cái này ấy, theo đông y là có vị đắng, tính mát và có tác dụng vào can. Và đặc biệt là dây đau xương này được cha ông ta sử dụng từ rất lâu, dùng chữa các bệnh như là bong gân, sai gân, chệch khớp, tụ máu, các vết bầm tím, thấp khớp, phong tê thấp và chân tay là tê dại còn các bạn nhé. Đó, thì những ai mà bị triệu chứng đấy thì nó rất là rõ ràng. Thì cây này thì đầu tiên là người ta sử dụng tươi, thì người ta sẽ trồng cái cây này, và người ta khởi liếm mà không trồng được thì người ta sẽ để ý ở cây này nó ở đâu, và người ta khi cần người ta sẽ dùng đến. Người ta sẽ lấy lá tươi này, cả cuống cả lá, và một chút thân ở trên gần ngọn này. Sau đó là người ta rửa sạch đi, sau đó người ta giã lát ra.
kết hợp với giấm hoặc là rượu trắng để sao nóng lên, và người ta đắp vào cái vết bong gân, sai gân đó các bạn nhé. Và những cái vết chạch khớp hay đau khớp đấy, là người ta đắp tươi cũng được các bạn nhé. Còn ngoài ra thì đấy là dùng một mình cái vị của nó. Còn ngoài ra thì người ta có thể kết hợp với nhiều vị khác nữa, như là láng, ngải cứu vân vân. Những cái vị đấy là chữa bong gân rất là tốt. Tươi người ta chỉ giã đắp lên các bạn nhé. Có thể lấy nước uống, còn bã thì người ta sao nóng người ta đắp vào. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là người ta sẽ lấy lá này, người ta để riêng ra, người ta thái, người ta phơi khô. Và cái thân, thân to người ta cũng cắt khúc ra, người ta phơi khô để mai kia sắc nước uống. Bị đau mỏi người, đau lưng, đau mỏi người vì do lao động đấy các bạn, thì cũng có thể là lấy cái này 12 đến 16 gram đến 18 gram khô cái thân tươi này, một chút xíu lá nữa, và người ta kết hợp với 0,3 đến 0,4 lít nước, người ta đun khô lại, sau đó là chia 3 lần uống trong ngày sau ăn các bạn nhé. Ngoài ra thì bản thân cái dây này nó là tên là dây đau xương rồi các bạn, thì có nghĩa là nó giúp chữa đau xương khớp rất là tốt, cho nên là bản thân nó là không thể thiếu được trong một số cái nguyên liệu nữa để kết hợp với nhau tạo thành một cái bài thuốc chữa đau nhức xương khớp mà chúng ta thường nghe quảng cáo đấy các bạn nhé. Đó, bản thân chính cái này nó tên là dây đau xương này các bạn này. Thì ngoài ra thì mình cũng có tìm hiểu về quyển sách của Hải Thượng Lãn Ông, thì cái lá của dây đau xương này được các cụ ngày xưa là sử dụng để chữa rắn độc cắn. Thì chữa rắn độc cắn là như thế nào? Thì khi mà bị rắn độc cắn ấy, thì người ta sẽ xác định được đó là có rắn độc không. Nếu như rắn độc thì người ta sẽ garo, garo bên trên đó khoảng 20 đến 30 cm bên trên chỗ cắn, người ta garo lại, garo nòng. Sau đó là người ta để thông thoáng cái lỗ cắn đó để người ta đẩy bớt máu độc ra. Đấy, sau đó là người ta sẽ lấy lá và ngọn của cái cây này, dây đau xương này, người ta giã lát ra, người ta cho một chút xíu muối vào, và người ta lấy nước để uống, cho vào một bát để uống. Còn được nguyên cái bã sẽ đắp vào cái vết dây đau xương này. Sau đó là cái vết thương của chúng ta nó sẽ hút, cái bã nó sẽ hút được chất độc ra, và cái nước cái này uống vào người nó sẽ cầm được chất độc, không bị lan quá rộng do cơ thể của chúng ta tuần hoàn máu nữa. Sau đó là chúng ta sẽ kéo dài sự sống của chúng ta và chúng ta sẽ đến bệnh viện gần nhất các bạn nhé. Còn ngoài ra mà chữa rắn độc cắn khác mà triệt để thì đó là các thầy nàng người ta kết hợp với rất nhiều loại lá, chúng ta không biết được đâu các bạn nhé. Thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Đó là cái cách rất là đơn giản để chữa cái các bệnh mà chúng ta thường gặp phải do lao động, đau mỏi người đấy các bạn. Còn ngoài ra thì nó kết hợp với rất nhiều những nguyên liệu khác để chữa, ví dụ như thậm chí là nó có cái chức năng là bồi bổ sức khỏe nữa các bạn nhé. Đó, thì chính là cái cây này là nguyên nhân mà nó xuất hiện cái quảng cáo mà nhà tôi ba đời bán thuốc xương khớp đấy các bạn. Thì đó chính là cái dây này, bản thân nó là dây đau xương mà các bạn. Đó, thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ tới mọi người về hình dáng và công dụng của dây đau xương rồi. Thì mình hy vọng rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp ích được tất cả mọi người. Mọi người biết được đến nhiều cây thuốc hơn, sẽ sau này sẽ dùng đến các bạn nhé. Các bạn cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào nhé, ở video sau mình sẽ chia sẻ về cây thuốc tiếp theo.